Em xin chào anh chị và tất cả các nhà đầu tư. Chào mừng anh chị và tất cả các nhà đầu tư đã đến với kênh Nhà Đất Quy Danh. Hôm nay là ngày 8 tây tháng 12 năm 2022. Em có đến xã Tân Hưng thuộc huyện Bình Tân của tỉnh Vĩnh Long để review cho anh chị và tất cả các nhà đầu tư một cái bất động sản để dành mình sản xuất nông nghiệp anh chị, hoặc là mình lên thổ cư, mình xây nhà ở ha. Rồi, trước khi bắt đầu vào chi tiết của bất động sản ngày hôm nay, xin anh chị và tất cả các nhà đầu tư hãy tặng cho kênh một like để video có thể vượt qua những thuật toán kiếm việc của YouTube và có thể lan tỏa đến nhiều người cùng xem hơn. Rồi, thì từ cái vị trí bất động sản ngày hôm nay ra tới xã Tân Hưng, trường cấp 1, cấp 2, cấp 3 ha anh chị, là trong bán kính là 2 km đổ lại ha. Ra tới ủy ban dân huyện Bình Tân. Rồi ngân hàng, rồi trường học ha, là trong bán kính là 6 km. Rồi đi tới thành phố Vĩnh Long. Thì tỉnh Vĩnh Long đó là tầm 20 km ha anh chị. Rồi cái đất này là đất là chuyên nông nghiệp ha anh chị, nhưng anh chị có thể là cắt nhà ở được ha anh chị ha. Rồi. Thì cái bất động sản ngày hôm nay em gửi tới anh chị đó. Thì trên cái tiệm đường này là cái đường xe hai bánh ha anh chị, đường xe hai bánh đi Vi Vuông ha. Đây là cái đường xe hai bánh nha. Rồi. Thì mình tính từ cái ranh này ha anh chị. Cái ranh này từ cái vị trí em đứng nè, đi thẳng vô là 240m ha chị. Em kéo hình lại gần lại cho chị xem. Nó 240m rồi mình đi ngang qua. Mình đi ngang qua đây là 40m ha, 40m. Rồi bắt đầu mình đi từ cái góc đó mình đi ngược ra đây là 230m ha anh chị. 230m là cái mặt ngang, cái mặt hậu của nó đó, mặt hậu ngang đó là 40m. Mặt tiền này là 38m ha anh chị. Thì cái miếng đất này nó tầm 9,5 công, 9.500m đổ lại ha anh chị ha. Thì còn đây nó thì từ cái vị trí đất này ra tới tỉnh lộ 908 đó tầm 250-300m đổ lại thôi ha anh chị. 300m đổ lại là tối đa ha, 300m đổ lại. Rồi bây giờ em sẽ chụp hình cái góc cạnh cũng như cái hình ảnh của bất động sản ngày hôm nay cho anh chị và tất cả nhà đầu tư mình cùng nhau tham gia và tìm hiểu luôn ha. Rồi bây giờ em sẽ cập nhật cái hướng của bất động sản ngày hôm nay để gửi tới cho anh chị và tất cả nhà đầu tư mình xem anh chị nào hợp cái hướng này hoặc muốn đầu tư về cái bất động sản này thì mình có thể gọi trực tiếp cho em để đi xem đất ha. Thì đất của mình đây ha anh chị, thì cái hướng của mình là hướng này đây anh chị, hướng đất của mình là hướng tây bắc anh chị, tây bắc. Rồi bây giờ em sẽ báo giá chính chủ cho anh chị và tất cả các nhà đầu tư mình cùng nhau tham gia và tìm hiểu luôn. Thì đất của mình hiện thời là chủ đang thiếu nợ ngân hàng anh chị, do dịch Covid và không có làm được đó, thì tới ngày đáo hạn ngân hàng nhưng bây giờ là đó cũng gần hết hạn rồi ha. Nên chủ đang cái nợ ngân hàng mới còn mới thiếu nợ ở ngoài nữa, tiền phân thuốc rồi đó, thì giờ chủ kêu bán gấp ha, ở gấp với cái giá là 180 triệu trên 1.000 mét vuông ha. Và tổng hết cái diện tích của cái bất động sản ngày hôm nay em gửi tới anh chị đó là trên 9.500m, giá tầm khoảng 1.800.000 đổ lại là anh chị có thể sở hữu được cái bất động sản ngày hôm nay ha. Rồi video này chỉ có như vậy thôi, anh chị và tất cả các nhà đầu tư nào quan tâm nhanh tay nhấc máy lên gọi cho em qua số điện thoại trên màn hình, em sẽ là nhịp cầu để tư vấn và kết nối cho anh chị nào muốn sở hữu bất động sản này. Anh chị nào chưa đăng ký kênh nhớ đăng ký để nhận được video sớm nhất, nhanh nhất và chọn cho mình một bất động sản dễ nhất. Em xin hẹn gặp lại anh chị và tất cả các nhà đầu tư vào video sau.